À, vâng, em xin chào các bác nhé. Các bác nào vừa nãy đang hỏi nhà em cái dây bắp chuối nhá, dây đầu bắp chuối, dây noa đầu bắp chuối Nakamichi như đây nhá. À, vẫn còn dây đây, cái dây này là dây 2 mét này. À, dây hai là hai lớp nhá. Này. Dây hai lớp. Này. Dây noa trắng hai lớp. Này. Công nghệ USA được sản xuất tại tại nhà máy của Trung Quốc nhé. Đấy. Đấy. Thì cái dây này thì là nó đây, mỗi cái dây này nó sẽ dài 2 mét các bác nhé, và được bọc đầu bắp chuối này, được ghim đầu bắp chuối rồi này, ghim đầu bắp chuối Nakamichi nhé. Cái đầu này là đầu của Nhật và nó là được mạ một cái lớp vàng 24K bên ngoài này. Đấy. Còn mạng vàng 24K là cái gì các bác tìm hiểu trên mạng nhé. Đây là một cái kiểu dạng vàng được sử dụng trong vàng pha, được sử dụng ở trong cái công nghệ âm thanh để làm tiếp xúc âm thanh tốt hơn nhé. Thì đây là cái đầu bắp chuối này, thì cái đầu này thì mình sẽ dùng cắm vào cái giắc bắp chuối của cái loa của các bác nhé. Đấy. Hoặc là âm ly các bác có cái đầu bắp chuối đấy, các bác cắm vào đầu bắp chuối đấy. Nhìn chung là con này là sẽ có hai đầu bắp chuối, cả hai đầu đều ghi bắp chuối hết nhé. Đấy. Thì là một đầu này mình sẽ cắm vào cái đầu bắp chuối của âm ly, và một đầu này mình sẽ cắm vào đầu bắp chuối của loa, phục vụ những bác nào đang có loa nó hai đầu bắp chuối, nó có các bác có bộ âm thanh mà mình có đầu dây loa cũng là bắp chuối và đầu âm ly cũng là bắp chuối nhé, thì các bác sẽ lấy những cái dây này cắm vào. Mỗi cái dây này nó dài 2 mét và bên trong nó sẽ có hai lớp, một lớp mà hai lớp vỏ, nhưng một lớp vỏ cao su bên ngoài, bên trong có một lớp nhựa chống nhiễu và bên trong cùng mới là dây đồng nhé. Thế nên là con này là về âm thanh của nó ở trong cái tầm giá mà bình dân thì rất là hay luôn nhé. Rất là sạch tiếng luôn, và cái bộ dây này thì giá của nó có 300 thôi nhé. Bác nào đang có nhu cầu mua liên hệ cho bên em nhé. Vâng, em xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em nhé. Đấy. Về cái dây này như thế nào thì lần trước em đã nói rồi. Hôm nay thì em chỉ quay lại đây để cho những bác nào còn đang có nhu cầu đặt thì là đấy thôi nhé. Đấy. Còn hôm trước nhà em quay cụ thể hơn, các bác có thể xem clip trước nhé. Đấy, 300 một cái bộ dây này. Xin chào các bác ạ. Đấy.